Đúng như lời đồn, tôi với Hồng Cẩm đã nghỉ chơi. Đúng rồi, nghỉ chơi, hôm nay ngày mai gặp lại. Ôi lời ơi bà, tôi nhớ khoảng tầm là hơn một tháng trước. Nhưng mà tôi chia sẻ về thông tin đó là Cẩm và mình sẽ tạm thời dừng lại với nhau. Bởi vì Cẩm đang muốn tập trung cho việc học với lại trở thành một cô gái văn phòng. Xong cái có mấy bạn ác ý với mấy bà vô nói quá trời. Bạn nói là đó, thấy chưa, biết thế nào cũng nghỉ chơi hả? Dạ tối hôm qua thì tôi đi ăn để có thể mời Cẩm quay lại đó mọi người. Thông báo luôn nha là đúng 3 giờ chiều ngày hôm nay Hồng Cẩm sẽ không bác lại trên livestream của bé Duy ha. Sáng ngày hôm nay có một chuyện rất là vui nè. Đó chính là ngày mà mẹ mình chính thức nhận nhà. Nhà mình là block 1 còn mẹ mình là block 2. Mà đường cái sảnh chung cư của tôi là trên tầng 23 nha. Ê, hỏi thiệt nha là mẹ mấy bà có bị mê với cái đồ nội thất không? Ý là hôm nay mới là ngày nhận nhà chính thức nè. Là ngày hôm qua mẹ tôi đã đi siêu thị để mà mua hết những cái món vật dụng quan trọng rồi đó. Bóp giá chứ tôi là anh chị giá gần 60 triệu nha. Khúc này là tôi đang nhằn mẹ tôi với mấy bà. Tại vì đồ gia dụng á tôi cũng có livestream rồi. Tôi cũng có bán kiểu nồi cơm điện nè, nồi áp suất hoặc là mấy cái đồ inox hay là mấy cái nồi chiên không dầu hoặc là mấy cái bộ dao hay muỗng đũa. Vậy mà mẹ tôi cũng đi ra ngoài mua cho bằng được, giá mắc hơn tôi gấp 3 lần mấy bà ơi. Vậy cho những bà nào chưa biết ha. Sau khi mình tự mua một căn nhà cho bản thân mình xong thì căn nhà này là mình mua tặng cho mẹ mình nhân dịp 20 tháng 11 đó mấy bà ơi. Sáng nay tôi tới thì mẹ tôi đã bút sẵn một đội ngũ dọn nhà rồi nè. Khúc này người mẹ đang khoe về thành quả của mình. Đang khoe là mới lựa được một cái tủ lạnh ưng ý. Đó đến giờ nhà tôi toàn là phơi đồ không à. Thì đợt này mẹ mình mua một cái máy giặt mà ở trên có luôn cái máy sấy. Bóc luôn cái giá nha, hình như là gần 70 triệu thì phải. Sau đó mình về ăn sáng và tắm rửa. Hỏi thiệt luôn nha, có ai trong đây hâm mộ chị Giang ơi giống như tôi không mọi người? Ngay từ ngày xưa là mình đã rất là mơ chị Giang ơi với lại anh chị rồi đó. Và cái này khoảng tầm là một vài tháng trước có khi mình xem một clip của chị Giang ơi review về một cái dòng máy nâng cơ mặt từ nhà Medicook, là một trong những dòng máy quá nổi tiếng toàn thế giới dạo thời gian gần đây. Đây là cái máy nâng cơ tại nhà hiệu quả nhất mà mình từng trải nghiệm nha. Các bà để ý kỹ không? Thấy cái cơ môi, cơ miệng của tôi không? Bị giật hay không? Nôm na là do cái sóng xung điện từ cái máy nâng cơ này sẽ tác động thẳng vào từ cái nhóm cơ của mọi người, giúp cho mặt mọi người săn hơn nè, slim hơn. Yên tâm nha, tôi không có nói dối đâu mấy bà. Mấy bà mua em này trải nghiệm thử đi. Sẽ cảm thấy được là những cái lời tôi review quá là đúng luôn á. Tiếp theo là dòng máy rất là hot không kém từ nhà Medicup luôn ha. Đây là máy tăng sinh collagen nè. Nó giống như là mọi người đánh hai full bên ngoài vậy mấy bà ơi. Dạ bởi vì quá là mê mấy cái em này nên tôi lập tức xin deal của nhãn hàng rồi đó. Thì đúng 3 giờ chiều ngày hôm nay tôi sẽ có phiên livestream kéo dài 12 tiếng và trong live của tôi sẽ có deal từ nhà Medicup ha. Giá bên ngoài gần 10 triệu, trong live của tôi sau khi voucher vô còn khoảng tầm 5 triệu mấy thôi. Đây là thói quen mỗi sáng của mình luôn á mọi người. Tại sáng ngủ dậy mặt tôi hay bị sưng nên tôi sẽ chọn chế độ slim á cho cái mặt tôi bớt sưng lại, thon hơn, săn hơn và đẹp hơn ha. Sau đó là mình lập tức di chuyển tới phim trường để mà chuẩn bị cho phiên live kéo dài 12 tiếng. Rồi nói gì nữa, bấm vào livestream săn deal liền nè. Mãi kéo.